Hello cô chú ơi, đây là hôm nay là chạy ra biển chơi nè cô chú nè. Thì biển biển gần nhà. Nếu mà cô chú hả có coi bên kênh gia đình của mẹ chay rồi thì cô thấy cô chú thấy là hai mẹ con đi chơi biển rồi đó. Nó đang nó chờ mấy cái người kia nãy nó quen á, nó chờ người ta vô mà không ai bước vô. Anh không biết nó đang chờ sóng biển vô chỗ ngoài xa xa chỉ có cái thuyền đang chạy nè. Ôi ôi sóng biển rồi, vô kìa. Rồi vô nước vô mắt rồi. Rồi vô mắt phải không, vô mắt phải không? Ở đây mày xịt nước mát, xịt nước mát. Rồi ok. Ê, đông quay vô phi. Quay, don't wipe your face, ok, rồi. Rồi, để đây, mẹ lấy chùi mặt cho, lấy khăn chùi mặt cho, chùi nhặn nhẹ thôi. Ok, rồi, đi ra lại. Nước biển mặn á, văng vô mắt á. Hay hơn là có chai nước suối ở đây á. Trời, cô chú chụp tấm hình này, cô chú ơi, chụp tấm hình. Chụp, đúng rồi, đang khẳng định là dưới biển là ta đây đó. Biển ơi, chay đây, biển hãy nhào tới đi, biển ập tới đi, chay sẽ đón nhận hết. Dù biển có bạc màu. Hai chuẩn bị dắt la liếm lại tới cái chỗ của những bạn mới đây, vừa phát hiện những bạn mới đó, về tới là dặn chân à. Làm bộ coi có ai để ý tới mình không? Ai để ý thì nhào đi chơi, còn không để ý thôi đi về. Đó, đứng đây sao? Tình hình để coi tình hình như thế nào. Rồi mấy bạn này có chịu chơi với mình hay không? Đứng trước nhà hồ rồi chưa? Đứng nhà hồ không? Rồi đi. Sau một lúc còn nói tình hình thấy thôi không ổn rồi, phải đi. À bây giờ đem lại rủ mấy người kia chơi. Đó, thấy mấy người kia đào bằng tay cực quá nè, qua cho thu cho mượn đồ chơi nè. Đó là một hình thức để là kết bạn, là phải cho bạn mượn đồ chơi. Đó đây đó, bỏ lại đó, đem tới đó, tới vai có ai mượn không? À, đưa nè. Đó, làm gì nữa? À, đi ra rửa tay. Mấy cái người đó nhìn có mấy đứa nít này của ai á. Chào đó, thấy chưa, con ta thân thiện không? Chào trước khi chơi đó. Đi đâu ạ? Ra rửa tay gì nữa. Còn mấy chị nè hả, không cần mượn đồ chơi. Đó mẹ nè, mẹ của chị đó nói là chơi với em chơi. Coi cái chừng, cái vỏ của em nó bị biển trôi đó, chị đó chị đưa lên giùm. Vừa bị cát văng vô mặt, chạy lại nói mẹ lau cát giùm cho con. Uống nước đem vô, đổ nước xuống. phá, đang lại phá. Mấy chị này lớn rồi, mấy chị này là cách xa 36, 7 tuổi rồi. Còn có con chim thương không? Chim đây rồi. Đổ nước vô rồi. À, chị bây giờ chị muốn lắp cát rồi. Hay ghê ta. Nằm xuống đây mày lắp chưa? Nó đòi tôi phải cởi cái áo để cho nó xuống, nó mới nằm, mà nó dân là nằm nó sợ dơ, có được đời không? Nó ra biển mà nó sợ dơ. Rồi, nằm xuống. Rồi, nhắm mắt lại nha, mày lắp lên á. Nằm lên, đúng rồi, nhắm mắt lại. Đắp lên luôn, đắp cái tay luôn, cười, đắp luôn, đắp cái nách luôn. Trời, chạy xuống biển tắm đi.
Hả ơi, chuẩn bị dọn cái sạch sẽ liền. Chơi miết rồi cô chú ơi, chơi khôn lắm nha. Chơi xong rồi con mắt mà dính nước hay là dính ấy và biển là chạy vô lấy chai nước mà mẹ để đây nè, chai nước ngọt mẹ để đây nè, xịt lên trong mắt cho nó đừng có bị rác đó. Có mấy anh chơi chung rồi đó, con bé này tội nghiệp nè, tội nghiệp ghê đó, nó canh chay giùm cho Ngọc luôn. Nó nói hả, tới nó chạy lại trước mặt Ngọc, nó hỏi xin lỗi cô có nói tiếng Anh không. Trời tôi bịt khẩu trang mà nó biết tôi là người không phải người Mỹ. Nó hỏi tôi xin lỗi, can you speak English, là hỏi mà có nói tiếng Anh được không. Nó được sao vậy, nó nói con bé này nó chạy ra tới cái ngoài đó rồi, nhưng mà tao không có muốn nó chạy ra ngoài đó, con không có muốn em chạy ra ngoài đó, nên là con chạy vô, con dẫn em vô. Nó cảm ơn con nha. Trời đó vui không, hay thương không đó, thấy không, cái này là các bạn thấy không, cái này là nhìn thấy cái sự gì, united, có nghĩa là tất cả không có cần mình biết màu da của bạn là gì, sắc tộc các bạn là gì, văn hóa rồi đến từ nước nào, tất cả đều chơi chung với nhau hết. Nó như vậy nó mới gọi là một cái thế giới hòa bình yên. Bởi vậy như là mấy đứa con nít đó thì nó tốt hơn á, không có phân biệt sắc tộc, không có phân biệt giàu nghèo, không có phân biệt cái gì hết á, nó như vậy nó mới là đúng là một cái cuộc sống. Các bạn thấy không đó, năm đứa đó, đứa nào cũng tới từ những đất nước khác nhau đó, người trắng, người đen, người vàng, người đỏ, người đó tùm lum đó, chơi với nhau thấy không, đâu có nên nhìn, đâu có cần nhìn ở ngoài này đeo bóp gì, nhỏ này mặc đồ gì rồi kia, phải không, như mấy đứa nít sống là khỏe nhất. Ở nhà bự hay nhỏ chạy bà, ra ngoài đây là tất cả mọi thứ đều bình đẳng với nhau hết, chứ không có cần mà phân biệt nhau gì hết. Đó, như vậy mới là một cái cuộc sống mà nó nhẹ nhàng, sống tốt. Thương không đó, nhìn mấy đứa chơi, trời biết chơi rồi kìa, biết chơi kìa, ít trời 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 trời, ôi trời, biết chơi đó, thương không, đó, như vậy nó mới vui đó. Trời ơi, chạy tuốt lên kia trời. Con chay cũng hên, cái da của nó không có phải là trắng 100% hết đó, chứ mà da mà nó trắng 100% hết đó, hả, là ra ngoài đây chơi là về là nó bị gọi là bị burn liền á, burn có nghĩa là bị cháy nắng liền á, mà hơn da của nó là cái da nó hơi ngâm, rồi ra biển mà mang giới mình rồi luôn, nên là nó không có bị cháy nắng, không bị đỏ lên rác lên. Cái biển cỡ giới ra. Người cầm đôi dài, người cầm đôi giới rồi được đời không? Của con bé đó, con ai mà đi xa dữ trời. À, đi với mẹ nó. Ở ngoài đây, ngoài là mình ngồi mình ngắm biển, ngồi mà mình còn giữ con giùm ta nữa. Mình nhìn có đứa nào con ai là mình đi qua là mình biết liền. Người này thì thấy con chay là nhìn kiếm Ngọc, rồi Ngọc rồi thì nhìn bé kia kiếm nhỏ kia. Anh này sao tự nhiên sao sao? Đó. Không, đi kiếm mà cà phê, đi kiếm mấy anh chơi không phải được đời không. Con bự ghê cho cô chú, đứng gần hai người đó thấy bự ghê, trời ơi đứng sau lưng người ta nữa. Vui không, vậy vui ghê là được hả cô chú.
phải chi thế giới này lúc nào cũng được nha mấy đứa con nít ha, vui là được. Just need to have fun, that's it. Giờ làm mưa làm gió đó, đang làm mưa làm gió ngoài đường. Thôi đừng bắt trước anh đó giùm cái nha. Hồi nãy Ngọc ra ngoài đó, Ngọc ấy với nó xém chút bị hư điện thoại Ngọc luôn rồi đó. Ôi trời. Trời. Hello con. Vui không con? Tóc dây là giờ dài ra đó cô chú, giờ chuẩn bị về dài ra đó. Để cho dài đó. Trời tự nhiên Ngọc là ngồi nãy giờ Ngọc có làm gì mà tự nhiên Ngọc cảm nhận là giống như cát ở trong miệng Ngọc luôn á, ngộ trời. Không lẽ nó bay đâu vô miệng luôn á trời. Ngọc bịt khẩu trang luôn á, tự nhiên cắn cái răng là tự nhiên giống như là đang cắn cái hộp cát vậy. Bây giờ mày đặt làm đầu ngồi xuống nước cho ông ta luôn nè đó. Trời Ngọc ngồi đây tự nhiên Ngọc liếm môi, Ngọc thấy cái môi Ngọc mặn luôn á. Dưới thật chứ. Bởi ai ở gần biển á, mặn lắm. Gió biển thổi á, mang cái muối vô. Mang cái độ mặn của biển vô. Trời ơi anh đó và kêu em đứng lên trời, thấy thương không? Trời bảo vệ em đó, đúng rồi, ơi bảo vệ đó. Nó em là đi vô kia với mẹ em đi đó, Đi, đi vô. Trời ơi, không cho, kéo vô, kéo vô không cho đi ra xa. Bảo vệ, trời ơi, thương không? Trời ơi, rồi nhớ vô mét này, nó vô mét nè. Oh, why? Because it's dangerous. It's very. First of all, there's so much big waves and they're splashing. Okay, I'll look after her. Okay. Okay, fine. Okay. Hey, girl. I. Trời ơi, nó nói hả là cô ơi, cô làm ơn cô giữ em giùm con được không? Con hỏi Ngọc hỏi lý do tại sao vậy? Tại vì vậy hả? Con không có muốn em chạy đi ra ngoài kia. Con hỏi lý do tại sao con không muốn chạy cho em ra kia. Nó nói là điều đầu tiên là những cái con sống ở ngoài kia nó rất là mạnh. Nếu mà em nó ra ngoài kia là nó không có, có rất là nguy hiểm. Gì vậy con? Sao vậy? Anh không cho con ra ngoài hả? Trời ơi buồn. Hay bây giờ con anh nói với con là anh sợ con ra ngoài đó là tiếng cái biển. Cái anh đó là cũng đi ra ngoài nhưng mà hả con nói anh ơi cho anh nắm tay cho em ra với. Anh không muốn con ra là tại vì anh sợ con nguy hiểm đó, tại vì anh nói con nhỏ đó. Bởi vậy là con phải ăn nhiều vô cho con lớn nghe chưa? Thôi con đi đi. Nó nói mẹ xin anh cho con ra đi. Thấy nó vậy đó. Trời mới thương không? Nhỏ đi nói đi thương không? Nói đồ văn chương lắm, first of all, đồ này kia dữ. Trời ơi, đánh đích. First of all là những cái ngọn sóng ngoài kia là rất là lớn. Nên là con không có muốn là em đi chạy ra ngoài đó. Rất là nguy hiểm, có được đời, em biết thương không? Còn first of all với second of all nữa. Thương không? Mặt nói chuyện thương không? Chay ngồi sụ mặt xuống rồi hả? Ngồi miếu có được đời không? Mẹ ơi, mẹ mày xin cho anh cho con ra với. Thôi ơi. Nghe lời anh ghê ý anh vượt trong nhà. Trời nắm tay thằng bé đó kéo thằng bé đó vô. Trời đất ơi con. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vô ca ngày tháng đó, kéo vô đã xong ta bỏ chạy, bỏ mình luôn, bỏ cửa chạy lấy người luôn. Đi đâu trời?
Come here. Đi về chưa? Want to go home? Rồi có được không, chơi quăng con ta. Rồi nữa là bị anh dẫn vô nữa. Chưa. Dạ, chị anh dẫn vô nữa. Hả? Con nói chuyện với mẹ, con phải nhìn mặt mẹ cho con nhìn, bữa nay mẹ có nghe con nói gì đâu. Trời ơi. À, con tính là con xuống rửa chân mà anh nó đẩy con vô hả? Rồi đi ra rửa đi. Có người anh mà bảo vệ em mình quá cũng khó. Khổ em lắm đó. Ngọc ơi, Ngọc hy vọng á, những cái lớp trẻ sau này từ cây đồ này kia, mấy đứa này lớn lên á, sẽ gọi là sao ta, phát triển được hơn rất là nhiều thứ và thay đổi được hơn rất là nhiều thứ. Hy vọng như vậy. Từ con người cho tới xã hội, cho tới tất cả mọi thứ luôn, sẽ phát triển ra một cách lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn cái lớp của mình. Lúc nào cũng phải có cái sự phát triển, tình yêu thương, tất cả mọi thứ mãnh liệt rồi hơn. Tại vì đây là những tương lai mà, tương lai của đất nước. Tụi nó chứ được quý giá hơn mình á. Ôi trời trời trời, cũng bị mạnh quá. Đó, giờ tới giờ tắm biển rồi nè cô chú nè. Đó, nó không lo thằng đó, nó lo nó nắm kéo hai đứa kia vô. Trời, nó sợ con người ta, nó sợ, trời nó giúp kìa, giúp kìa. Sợ, sợ con người ta té đó, ừ, nó không lo cho nó vậy, ừ. Mà coi khi trong khi con người ta biết bơi, còn bà cái bơi bà chưa rành nữa. Bà bơi, bơi bà chưa rành, bắt đầu bà ra biển bà bơi. Wow. Chạy đi, come back. Chạy đầu đi. Chạy đi, chạy đi. Ngọc phải ra đây, Ngọc đứng rồi đó. Chứ còn bây giờ mà đừng ngồi trong đó là không bắt kịp nó đâu. Thấy bà đúng không? Chạy đi, mẹ đây. Cô bà, come here. Đứng xích vô, đứng xích vô. Đứng xích vô. Đứng xích vô nghe. Nó dạng ngay chưa, giờ nó dạng ngay chưa. Nó đứng nó hiện rồi, nó sống rồi. Nó mạnh ngay chưa. Trời ơi, hai đứa kia con nó ra tuốt ngoài kia luôn kìa trời. Hai anh em nó có được đời không? Trời, nó đứng nó kìm con ta vô đó, đó đứng đợi con ta vô. Rảnh mà. Ồ, mình nhảy mảnh nè. Wow. One more, one more. Con Ngọc đứng nè. Trời ơi, hai đứa kia chạy con nó. Wow, hai anh đó bơi giỏi chưa chay. Trời trời, trời lấy tay che mặt. Không có cho sống, trời trời. Hay chưa. Chạy đi, chạy đi, come back. Chạy đi, don't go too far. Chạy đi, vô. Đứng xích vô. Chạy đi, come back. Come back. Chạy đi, chạy đi. Chạy này nó không nghe thôi, chở nó về quá. Nghe ăn dễ sợ thiệt. Làm như nó sinh ra ở biển vậy đó. Chạy ơi, chạy kệ người ta. Trời ơi, giơ tay lên trời ta kéo để nó kéo người ta vô giúp người ta đó. Có hai đứa đó, hai anh em thương nhau kìa. Hàng đó em thương nhau kìa. Chạy đây, bước vô.
rồi kéo bọc ta vô là nó rảnh đâu. Đó kêu đưa vô rồi, rồi giờ bắt đầu nó kéo tới đứa thứ hai coi nó rảnh không. Chạy đi, stop. Rồi kêu đó, kêu con ta vô đó, kêu vô đó, rảnh không. Con ta biết bơi phải sợ con ta chết đuối, kêu vô. Chạy đi, come back.